thủ môn ghi 6 bàn trong một mùa giải rồi gia nhập Manchester United. Thủ môn huyền thoại người Đan Mạch, Peter Schmeichel, từng ghi 6 bàn trong một mùa giải trước khi ký hợp đồng với Manchester United. Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel đã đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình, bao gồm cú ăn 3 lịch sử, Champions League, Premier League và FA Cup cùng Manchester United năm 1999 hay Euro 1992 cùng tuyển Đan Mạch. Nhưng ít ai biết đến một chiến tích khác của Schmeichel, 58 tuổi. Đó là việc ông từng ghi được 6 bàn thắng trong một mùa giải trước khi chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Schmeichel gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ câu lạc bộ Brøndby của Đan Mạch. Nhưng trước đó, ông đã ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ hạng nhất Hidover. Vào năm 1985, trong mùa giải thứ hai ở Hidover, Peter Schmeichel đã ghi 6 bàn thắng trong 28 trận đấu, đạt hiệu suất 1 bàn sau 4,6 trận. Khi Peter Schmeichel chuyển sang Rengen Travesten vào năm 1987, Schmeichel ghi 2 bàn ngay ở mùa đầu tiên. Đó là 2 bàn thắng cuối cùng của thủ môn huyền thoại người Đan Mạch này ở quê nhà. Sau khi chuyển đến Manchester United thi đấu dưới trướng huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, thủ môn Schmeichel có một bàn duy nhất cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Trong trận đấu tại UEFA Cup với Roto Volgograd tại Old Trafford vào tháng 9 năm 1995, Schmeichel đã ghi bàn. Nhưng đó là bàn thắng an ủi cho Manchester United. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Schmeichel ghi bàn gỡ hòa 2-2, nhưng chung cuộc, Quỷ Đỏ vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Schmeichel ghi bàn thắng cuối cùng của sự nghiệp cho Aston Villa trong mùa giải duy nhất ở đội chủ sân Villa Park giai đoạn 2001-2002. Trong suốt sự nghiệp, Peter Schmeichel thi đấu 748 trận, trong đó có 398 trận cho Manchester United và ghi được tròn 10 bàn thắng. Mới đây, chia sẻ về đội bóng của Manchester United sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League, Peter Schmeichel rất đau lòng về tình trạng hiện tại của đội nhà. Peter Schmeichel nói với BBC Radio 5 Live, "Tôi có chút hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, Manchester United thắng Atletico Madrid. Tôi nghĩ khi nhìn vào chất lượng cầu thủ mà chúng tôi đang có, về lịch sử câu lạc bộ và những gì họ đạt được trước đây, thì kết quả này là một vết nứt lớn về niềm tự hào của họ khi bây giờ đội bị loại khỏi cúp châu Âu. Hiện tại, Manchester United chỉ còn thi đấu ở Premier League. Tôi thật sự hy vọng rằng kết quả này sẽ khiến các cầu thủ sẽ làm điều gì đó và có thể giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại của họ. Không có chỗ cho sai lầm, nhưng nó có thể xảy ra.